Em chào cả nhà và mọi người, hôm nay em với Bảo Trâm đi câu nữa nha. Hello. Nó đứng bên đó đó, rồi em qua đây. Tại thấy có chỗ câu im quá rồi cho nó ngồi bên đó, em bên đây câu. Cả nhà ủng hộ một like, một đăng ký nha cả nhà. Hôm nay câu mồi Bảo Trâm câu mồi tép, còn em câu mồi dế nha cả nhà. Rồi tiếp tục câu. Cái gì á? Bờ dướng rồi. Ôi, chết mẹ, dướng rồi. Rồi sao giờ trời ơi, xảy luôn rồi trời ơi. Còn. Sao giờ? Ủa con cá gì bự lắm luôn. Ờ để xuống gỡ, cả nhà ơi. Đây, lên này cái nhà tưởng xảy không á. Ôi, cái con bự nè. Ôi ôi. Người đã thiệt trời. Nè. Đi ra. Chui để em cầm đồng qua đây. Nè cái nhà. Ôi ôi nó phê. Tưởng sảy không mà cái nhà. Ôi nó đã. Rồi em gỡ. Trời ơi, cái chốt rồi. Cái chốt cả nhà ơi. Lấy luôn. Ta thấy nó ụt trong chỗ đó bác trời kìa mặt. Đó. Ê. Ê. Nhìn là hai con bự. Nào. Nằm chồng lên. Ôi, con nó bằng con tao đó, con bự đó. Con bự đây. Ừ, bằng con tao luôn, coi thùng nó đi. Chưa có múc nước nè. Tao chưa múc nữa kìa. Mà cá này nó trời mát nó không có ai đến nổi. Trời mát nó không có chết đâu. Trời ơi. Ui ui. Lúc phao luôn. Này trên đó dễ không? Nó cũng dễ đó nhưng mà trên đó là đường đó, đó. Không biết sao nha. Tại vì mưa này nó cũng lại dướng quá. Ồ uống nu luôn cả nhà. Cái chốt hả? Ừ. Nãy tao không được có cái chốt. Bỏ hả mày? Bự không? Nè. Trọng trọng. Lấy đi, nãy tao lấy rồi. Lấy luôn hả? Ừ, lấy liền việc có tiêu ăn cũng ngon. Cái chốt này 200.000 ký. Ừ. Ừ, có chốt bành kia luôn. Rồi chốt nè. Nó trời cái chốt bự. Ừ, cái gô. Cái gô hơi nhỏ, uống nha, gỡ. Tao tao dính con cá lóc nhỏ. Vậy hả? Bằng ngón tay cái lấy. Vậy hả? Tiêu ăn cũng được dính không? Dính. Mới dính con cá mày dính mà không có quay. Mấy ông nó đi ngang không vậy? Có khúc này là cá nhóc. Ơi, cầm cây xẹt kìa. Bởi vậy, coi mấy ông xẹt đường nào nặng mình đó, mình đi. Ôi, ừ, có chốt bành ký luôn. Ừ, nó bành ký luôn nè. Bự nữa nè. Quá trời nó bự luôn rồi. Cái nè. Bành ký luôn cái nhà. Ôi, nay chúng nguyên mày cái chốt luôn rồi. Nè. Bự ghê không? Ờ, cái rô non. Cái rô non thì bỏ. Ơi, con cá chốt. Con cá chốt ở bụng rồi. Biết cá chốt bự luôn rồi. Nay câu dính cá chốt nguyên bầy luôn cả nhà ơi. Ta bấm nó quay không kịp.
Ui, ui, cái gâu bự. Sáng cái gâu bự này uống rồi ha. Ừ, cái vàng lồm luôn. Cái vàng lồm mà tao quá bấm quay không kịp rồi mày đưa xác ra ngoài nữa. Trời ơi. Rồi. Nó sấy không? Tưởng sấy nữa chứ. Đây nó còn là dính cây rau muống dưới á. Đó, trời ơi cá bự mày ơi. Trời ơi cá bự. Ủa ăn sấy luôn rồi nè. Đá vô chứ cả nhà. Ăn sấy luôn rồi. Còn miệng chút nữa. Nó bự. Gió quá cả nhà ơi. Gió quá lắc cái máy. Trời ơi, cá nhỏ. Cá nhỏ thả đi. Trời ơi, cá cục phi. Cá cục phi mà tưởng cái gì. Dạ chị, con mới làm ở bên con ảnh đó chú. Con thiệt bên ăn nó lôi chỗ đó kêu đây nấu nồi luôn cả nhà. Dạ con cũng có dạ. Làm đó hả? Dạ dạ dì chú cũng khỏe hả chú? Dạ dạ dạ. Trời ơi xíu mưa rào chứ gì. Mưa rào không thủy á. Nhìn trên kia có đen không? Dạ. Nhìn trên kia mưa xuống có đen không? Thì nó lùi giống như ở đây nè. Ô cái bự cái bự. Đó, tắt nhiệt đó. Ừ nó không bự rồi mấy bạn con nãy. Cá bự, cá bự. Ngồi giữa. Ngồi giữa cái cầu đâu có dám mà gỡ đâu. Đâu dám để xuống đâu. Ngồi giữa cái cầu luôn nè cả nhà. Ngồi giữa cái cầu. Mấy cá nó nhảy rớt cái thùng xong. Cái bụng nó kêu ọt ọt à. Đó đó. Đó. Cá ra nhảy luôn cả nhà. Rồi, em gỡ nha. Để thôi, nó rớt cái xong. Ổng mưa trắng dã tránh xuống rồi cả nhà ơi. Mưa kìa. Chuyến này hai đứa mất mưa thấy phà luôn rồi. Rồi ố mang cam luôn. Ôi cá bự cá bự. Ôi trời ơi là trời cá bành kia luôn. Ôi trời ơi. Sấy cá cái nách ăn luôn. Trời ơi, ủa cá phi. Cá phi bành kia tưởng cái gì bự vậy. Kia tao thấy nó kìa. Ừ. Ê, bỏ qua thùng mày đi Ngọc. Bỏ qua bên đây là nó chết. Ra Ngọc ơi. Ê, uống nu luôn. Ừ, cá mập. Rồi chân cút lên lạnh. Dễ nè. Trong đông quay trời. Ê.
Mưa luôn. Giờ mưa quay coi có video cho cả nhà coi, dạo này mưa quá khó đi câu cả nhà ơi. Vô bão rồi. Ừ, cá bự, cá bự, cá bự. Mưa trời mưa. Trời mưa còn dính cá bự nữa cả nhà. Sao che cái máy lại cho nó ướt. Đây, nó ú rồi nè. Đã chưa? Cái này chậm chậm. Lấy nha. Ốm nhất vài thòn rồi, dục đi. Em thì được, em thì ú. Ú đâu à? Ồ, cái gô. Em ú vậy nè. Đó. Rồi em giỡn. Trời ơi, tưởng cá bự, ôi dạ. Này nè, tưởng cá bự dữ. Đó đó, đó. Đó. Đây, uống đồ luôn. Mày hả bậy? Ồ, cá rô nữa. Đây. Dạ. Ui, đăng vậy hiệu. Rồi, mất tiêu rồi. Rồi, cá rô đực. Dài. Rồi. Xong luôn. Gấp luôn. Đây, cái này hơi nhỏ nha. Nổi phao. Ôi, nó nổi phao luôn. Ôi, con cá gô khổng lồ. Ôi, Hugo. Ôi, này cả nhà. Đã không? Trời ơi, đã. Ôi, nó bự. Trời ơi, nó đã quá cả nhà ơi. Rồi, gửi cả nhà ơi. Không mua hoài luôn á. Trời ơi, cá bự trời. Chết mẹ con gì. Ui chết mày. Chết coi. Ui. Ui cái gãy hàng câu, gãy hàng câu. Ui. Mày hô cá phi. Ui. Hết biết con cá phi rồi. Con này cả nhà. Mày ui. Trời ơi đã. Con sạch nước luôn. Sạch nước.
dưới nha cây. Ôi da, rồi sức một cái luôn. Cái nhỏ ủa chỗ cái cà phê ơi, cái cà phê này cả nhà bạn ký luôn một ụ ha. Rồi em gửi nha. Ôi cái vô cái bự. Rồi em gửi nha. Rồi. Trời ơi. Trời ơi trời. Đó đó đó. Ủa, bự. Ủa, bự nè. Nãy vụt trên con rồi đó. Ôi ôi nè cái nhà. Đã. Em nữa u nu luôn gỡ nha. Trời ơi cái chốt chốt nữa rồi. Lôi ôi cái con nhỏ kia nhỏ thả nha. Con này được nhỏ luôn, có thả không đi. Cái gô cũng hơi bự gỡ cái nhà. Trời ơi trời. Cái gô cũng hơi bự gỡ cái nhà. Trời ơi cái chốt đau dữ rồi trời. Rồi. Để xuống đi cho nó dậy. Cáo nu luôn. Rồi sao lấy lên. Rồi cá nhỏ đem về thả vô luôn. Ôi ơi cá nhỏ nữa nè.
Rồi xảy nữa rồi trời. Dừa chứ không bự nè. Ú ú nè. Ơi cái gô nhỏ nữa rồi nè. Lấy luôn về đang thả luôn ký nữa về. Ừ. Với con nửa ký nó về nướng ha. Ơi ơi, dở dính luôn cái gô này công nhận trời. Về cả nhà ơi, mưa quá mưa rồi, trời ố màn hình luôn rồi nè. Em với con mập về nha, về cho nhà coi hình quả nha cả nhà. Quá trời trời mưa luôn rồi kìa. Đen thui cánh đồng luôn kìa. Nguyên ngày nay đi câu trời mất mưa không đó cả nhà. Rồi về cả nhà ơi. Về tới nhà cả nhà. Về tới nhà cả nhà ơi. Mưa kìa. Mất hai đứa mất mưa quá trời luôn. Rồi hình quả cá nha. Trời ơi, coi có em nè. Trời ơi, nhìn có em nè cả nhà. Cái phi bự nè. Con này của hồng mập. Còn con này của em mình sớm giật cái nè. Còn cá rô này do ô. Ô nó bự. Đây nghe bự nữa. Ây da. Dạ, đây 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 đây. Đây em bự nữa nè. Đây em kích cái rồi cái xe. Đây của em nè cả nhà. Rồi cá rô bự đó. Đây nè. 4-5 con cá bự. Mưa quá cả nhà ơi. Ồn cả nhà thông cảm nha. Nè cá chốt rồi nè. Cá chốt cái chục con gì á. Cá chốt nè. Đó. Nói chung là cá trọng trọng trong đây ha. Còn cái đây là cá rô bự. Rồi đỡ tới con mập nha. Mập cũng nghe nó cũng có cá rô bự nữa. Chưa có tạo không đó. Ừ chốt dính nè. Khuôn mập nè. Mập được 4-5 con có chốt gì nè. Mập nó ít hơn em. Rồi cảm ơn cả nhà nhiều cho mình đăng ký 1 like nha. Rồi dính bằng quyền luôn.